TikToker Thầy Bói Sợ Ma vừa có đoạn clip bàn luận về vụ việc O Huyền Sầu Riêng có phát ngôn kém duyên với Quang Linh Vlog trên livestream gây rúng động những ngày qua. Nữ TikToker thẳng mặt dạy dỗ, chấn chỉnh lối ăn nói của O Huyền. Những ngày qua, cư dân mạng Việt đang không ngừng xôn xao trước ồn ào liên quan đến Quang Linh Vlog cùng nhân vật phía nhãn hàng Anh livestream đó chính là O Huyền Sầu Riêng. Hàng loạt bình luận chỉ trích, gạch đá đều cùng lúc đổ dồn về phía O Huyền, lý do từ câu phát ngôn bị chê kém duyên. Khi tỏ thái độ khó chịu, nhăn nhó, đùa quá lố lúc Quang Linh ăn sầu riêng trên live, chính chủ phải sượng chân. Sự việc dần nóng lên khi loạt những nhân vật có tiếng trên mạng xã hội cũng bắt đầu nhập cuộc. Ngoài những cái tên như Thơ Nguyễn, Chu Thanh Huyền, Phạm Thoại, thì mới đây nữ TikToker Thầy Bói Sợ Ma, tên thật là Kiều Phương, người sở hữu hơn 1,3 triệu người theo dõi trên TikTok, đã có màn lên tiếng dạy dỗ lối ứng xử của O Huyền Sầu Riêng. Đi cùng với số đông, Thầy Bói Sợ Ma cho rằng sự cố của O Huyền như là một bài học chấn chỉnh lại cách ăn nói, thái độ khi đứng trước cộng đồng mạng. Cô giải bày, câu chuyện sầu riêng O Huyền, nó không đơn giản chỉ là một câu chuyện cười, không đơn giản là một câu chuyện đáng lên án, mà đó là một bài học. Bài học cho người sử dụng TikTok, kiếm thu nhập từ TikTok và lên hương nhờ TikTok. Cộng đồng mạng là một tập thể, có thể đưa các bạn lên một tầm cao mới, nghĩ là cộng đồng mạng họ là những người có chính kiến. Sự phẫn nộ của cộng đồng mạng có thể đưa một người từ trên thiên đàng xuống dưới địa ngục luôn. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những người lên mạng ăn nói không suy nghĩ. Khi đứng trước nhiều người như thế, thì cái lời nói, cái ngôn từ phải có sự trau chuốt, không phải thích nói là nói, đùa là đùa. Đùa, trêu nó phải đúng nơi đúng chỗ và đúng người. Dù bây giờ gia đình bạn có cả nghìn tỷ, trăm tỷ, thì sau vụ này bạn ấy cũng sẽ mất hết, không còn gì. Thế cho nên, những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội hay những người được cộng đồng mạng yêu quý thì điều đấy là điều rất tuyệt vời. Cộng đồng mạng sẽ đưa các bạn đến những thành tựu mà cả đời này chưa chắc các bạn đạt được. Họ yêu thương, họ ủng hộ, đấy là một sự may mắn. Nếu như mình lên mình ăn nói không suy nghĩ, nói chuyện vô duyên, vô ý thì chỉ cần một câu nói thôi, cả cuộc đời sẽ rẽ sang một hướng khác. Có một sự thật không thể phủ định, đấy là sức mạnh của cộng đồng mạng cực kỳ to lớn, cực kỳ vững chắc. Cộng đồng mạng sẽ không bao giờ có thể thua bất kỳ một người nào, chỉ có người đó thua trước cộng đồng mạng. Phát ngôn của Thầy Bói Sợ Ma nhanh chóng được dân mạng hưởng ứng nhiệt liệt, ai cũng đồng ý với quan điểm này của nữ TikToker. Đồng thời cho rằng O Huyền Sầu Riêng dường như đã tự đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp nhiều năm gây dựng của mình trên mạng xã hội. Trước đó trên livestream, O Huyền Sầu Riêng nhiều lần nói Quang Linh ăn sầu riêng quá nhiều nên sẽ không mời anh tham gia vào lễ hội sầu riêng vào tháng 8 tới đây. Dân mạng nhận xét gương mặt người này tỏ ra nghiêm túc, không hề đùa cợt kèm theo những câu dễ gây chạnh lòng như đừng mời Linh, lên nó ăn hết sầu riêng. Nhất quyết không mời, tháng 8 có lễ hội sầu riêng ở Đắk Lắk, chị có mời Linh đâu. Ăn cỡ như Linh thì làm sao ai nuôi cho nổi. Mời tất cả mọi người trừ Linh nha, Linh, dịch sang một bên đi. Ăn một phát là không còn sầu riêng bán, điều này khiến Quang Linh Vlogs tỏ ra khá ngại ngùng và bối rối. Sau khi đoạn clip này lan truyền khắp các trang mạng xã hội, nhiều khán giả đã thể hiện sự bất bình đối với thái độ của người đại diện nhãn hàng. Trưa ngày 9 tháng 7, O Huyền Sầu Riêng đã chính thức lên tiếng xin lỗi trên trang Facebook có hơn 110.000 người theo dõi và kênh TikTok có 95.000 người theo dõi. Cô cho biết đây là lần đầu tiên được mời tham dự sự kiện live hoành tráng nên chưa đủ kinh nghiệm.